Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Từ 1 tháng 6 áp dụng mức viện phí mới cho người không có bảo hiểm y tế. Hà Nội cấp bách tìm giải pháp thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. Nổ súng bắt cát tặc trên sông Đồng Nai. Người gánh nước thuê qua hai thế kỷ. Thưa quý khán giả, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, các cơ sở y tế sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế. Thay đổi này sẽ mang lại nhiều quyền lợi hơn và đặc biệt giảm được một khoản phí lớn trong khám chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế. Thay đổi này sẽ bổ sung giá của 35 dịch vụ chưa được bảo hiểm y tế chi trả như thẩm mỹ, thay răng giả, trợ thính, cận thị và tật khúc xạ, v.v. Một số thủ thuật phẫu thuật cũng được điều chỉnh tăng khoảng 20-30% so với mức giá hiện hành. Theo quy định mới này, những bệnh nhân điều trị ung thư hoặc thực hiện các kỹ thuật cao trong điều trị mà không có bảo hiểm y tế thì chi phí sẽ rất lớn. Theo Bộ Y tế, việc điều chỉnh này nhằm tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ bảo hiểm y tế trong chi trả chi phí cho bệnh viện. Thưa quý vị, việc sử dụng kháng sinh rộng rãi, không đúng liều lượng và không kiểm soát đúng mức đang là vấn đề nóng của ngành chăn nuôi hiện nay. Vì vậy, Hội thảo an toàn thực phẩm và giải pháp thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi diễn ra vào ngày 21 tháng 4 tại Hà Nội đã cung cấp những thông tin về quy định của pháp luật, quản lý thức ăn chăn nuôi, giải pháp thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. Theo Cục Chăn nuôi, chỉ tính riêng năm 2016, sản lượng lợn hơi của nước ta đạt 6 triệu tấn, tiêu tốn khoảng 21 triệu tấn thức ăn. Trong khi đó, thịt lợn của Việt Nam chưa chiếm lĩnh được thị trường thế giới vì chất lượng sản phẩm chưa cao. Mô hình chăn nuôi hiện nay chủ yếu dẫn theo hình thức manh mún nhỏ lẻ. Do đó, nhiều hộ chăn nuôi vẫn vô tư sử dụng kháng sinh chất cấm trong phòng trị bệnh và kích thích sinh trưởng, gây tồn dư trong sản phẩm thịt. Nhiều đại biểu tham dự hội thảo cho rằng một trong những giải pháp để thay thế thuốc kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi là sử dụng các chế phẩm sinh học. Không sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi cũng như các nước phát triển, tức là thứ nhất là chúng ta phải giải quyết tốt cái ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Thứ hai là phải áp dụng triệt để cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Thế và thứ ba ấy thì chúng ta cũng phải có những cái sử dụng những cái chế phẩm hỗ trợ như là các cái men vi sinh đấy, cho cả vấn đề xử lý môi trường, cho cả trộn vào thức ăn để giúp cho cái tiêu hóa tốt và làm cho con vật nuôi khỏe mạnh và cái sức đề kháng tốt. Sử dụng men vi sinh vào thức ăn có thể thay thế kháng sinh ở liều thấp. Hơn nữa, điều này sẽ giúp giảm chi phí và tránh tồn dư kháng sinh không mong muốn trong sản phẩm động vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang xây dựng cơ chế tiêu chuẩn trong sản xuất thức ăn chăn nuôi để giúp các doanh nghiệp dần thay thế kháng sinh bằng những sản phẩm sinh học an toàn. Sau một thời gian khảo sát chi tiết, từ ngày 20 tháng 4, nhóm chuyên gia Ấn Độ và Cộng sự người Việt Nam bắt đầu thực hiện đợt cao điểm khai quật và trùng tu khu vực Tháp Ca, Tháp Hắc trong vùng lõi quần thể di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tại tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã phát hiện nhiều hiện vật có giá trị như hai tượng đá hình người đầu sư tử. Việc phát hiện những hiện vật quý sẽ đóng góp giá trị lớn về mặt khoa học, kiến trúc và nghệ thuật để áp dụng vào thực tiễn quá trình trùng tu các tháp cổ trong quần thể di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đã hơn 10 ngày qua, hàng chục tấn bí đỏ Nhật Bản chín rộ đến kỳ thu hoạch, nhưng không một thương lái nào đến thu mua. Người dân tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dường như đang ngồi trên đống lửa khi mà hàng nghìn quả bí đỏ đang dần bị hư, thối, chín rụt ngoài đồng. Đến thời điểm hiện nay, toàn xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã có khoảng 50 tấn bí đỏ bị hư, thối ngoài đồng vì không có thương lái nào đến thu mua. Mỗi ngày trôi qua, số bí đỏ bị hư càng nhiều. Số bí đỏ này đã được hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam, nhưng khi thu hoạch, công ty lại không đến thu mua. Công ty vậy nó đưa giống, trời gió đưa giống chịu giống cho trồng, còn đầu tư thì nông dân chịu. Có lúc mà nó chín nó là điều hết trời rồi không tới cái rồi bỏ mà hư hết. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, năm 2017, xã Bình Mỹ mạnh dạn khuyến khích 26 hộ trồng bí đỏ Nhật Bản khoảng 3 hecta. Sau 3 tháng trồng thử nghiệm, các hộ thu hoạch được khoảng 70 tấn bí đỏ. Loại bí đỏ này vốn được lãnh đạo xã kỳ vọng là mô hình chuyển đổi khá thành công vì năng suất cao, chi phí đầu tư thấp, khoảng 2 triệu đồng trên 500 mét vuông và được công ty đứng ra bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, với sự chậm trễ của đơn vị cam kết thu mua, đã làm 50 tấn nông sản cùng với công sức của bà con nông dân phải bỏ phí.
đơn vị cam kết thu mua là hiện tại là không thu mua bí cho bà con nhân dân. Trong khoảng 10 ngày nay thì cái lượng bí đã sa sút khoảng là đã hư hỏng khoảng là hơn 1/3, là hiện tại chỉ còn khoảng là hơn 10 tấn. Chắc là đây cũng là một bài học kinh nghiệm đối với địa phương. Mô hình này được kỳ vọng là cứu cánh của nông dân khi mà đầu ra cho nông sản còn quá bấp bênh. Vừa khốn đốn với cây dưa, giờ nông dân Quảng Hải đã tiếp tục khốn đốn với cây bí đỏ vật xuất khẩu. Thưa quý vị, trong khi người dân Quảng Ngãi phải khốn đốn với cây bí đỏ Nhật, thì tại Quảng Bình, người dân cũng đang rất lo lắng về dịch rầy nâu. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là những vựa lúa đông xuân của bà con nông dân Quảng Bình sẽ vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, thời điểm này, dịch rầy nâu và rầy lưng trắng đang bùng phát, xâm hại hàng ngàn hecta lúa của bà con. Nếu không có biện pháp diệt trừ kịp thời, thì năng suất lúa vụ đông xuân năm nay tại Quảng Bình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, hiện nay dịch rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh và gây hại ảnh hưởng đến hơn 1.500 hecta lúa trên địa bàn toàn tỉnh. Mật độ rầy phổ biến từ 1.000 đến 2.000 con trên 1 mét vuông. Mặc dù dịch rầy gây hại lớn và lan nhanh, tuy nhiên việc bà con chưa sử dụng đúng loại thuốc cũng như cách phun thuốc hiệu quả khiến việc ngăn chặn sự xâm hại của rầy chưa đạt hiệu quả cao. Đầu tiên là bà con phải sử dụng đúng cái thuốc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cái thứ hai là với mật độ rầy nó cao thì bà con nên rẽ luống khoảng 1 mét là rẽ một luống để chúng ta thuận lợi trong cái việc phun phòng trừ rầy. Cái thứ ba là bà con phòng trừ nên lưu ý là phải đảm bảo được cái lượng nước phun. Để chủ động phòng chống rầy giảm đến mức thấp nhất thiệt hại, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung dập dịch, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch rầy, tránh lây lan ra các diện tích lúa chưa bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo cho sản lượng lúa vụ đông xuân 2016-2017. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, hơn một năm qua, tỉnh Bình Thuận đã khá quyết liệt trong việc ngăn chặn cát tặc. Bên cạnh đó, các giấy phép khai thác khoáng sản thông thường thông qua thăm dò được cấp từ năm 2015 trở về trước đã hết hạn, khiến cho nhiều công trình xây dựng gặp khó khăn về nguồn cát. Ghi nhận tại thành phố Phan Thiết và các vùng phụ cận, trong tháng 4 này, có không dưới 100 ngôi nhà từ 2 đến 4 tầng được khởi công xây dựng. Một ngôi nhà 2 tầng cần khoảng 100 mét khối cát sàn nền và 50 mét khối cát xây dựng. Con số này cho thấy nhu cầu cát xây dựng thông thường là vô cùng lớn. Tuy nhiên, nguồn khai thác cát trái phép đang được giám sát chặt chẽ là một trong những nguyên do dẫn đến thiếu hụt cát xây dựng và đẩy giá thành lên cao. Hiện tại, mỗi mét khối cát xây là không dưới 200.000 đồng, tăng từ 10 đến 20.000 đồng một mét khối so với trước. Thì bây giờ là cái nhiều phải tăng giá cát lên, đó là khổ cho cái chủ nhà, đó khổ cho dân. Tham mưu Ủy ban tỉnh bố trí quy hoạch 23 cái vị trí đấu giá vật liệu khoáng sản thông thường để giải quyết cái nhu cầu trên địa bàn tỉnh, và trên cơ sở đó đang tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng để quy hoạch các cái điểm quy hoạch các vật liệu dùng khoáng trong thời gian giai đoạn 16-2020. Trong tháng 7 tới đây, các quy hoạch khoáng sản thông thường sẽ được trình ra Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận làm cơ sở đấu giá quyền khai thác. Cách đập này sẽ hạn chế được thất thoát nguồn tài nguyên cát, đồng thời giải quyết được nhu cầu cát xây dựng cho người dân. Nối tiếp chương trình là một thông tin vui cho bà con ngư dân lặn vớt rong biển. Thưa quý vị, ngay khi thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 3 âm lịch đến nay, ngư dân các làng chài ven biển của tỉnh Khánh Hòa bắt đầu bước vào mùa lặn vớt rong biển. Năm nay, do thời tiết khắc nghiệt, rong biển mất mùa nên giá thu mua rong biển của tư thương tăng cao. Những ngày này, trên các con đường của xã ven biển Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đều tràn ngập cảnh phơi rong biển trên mặt đường. Những người lặn vớt rong biển cứ đến mùa rong biển mỗi năm, cả gia đình đều ra các vùng biển gần bờ để lặn vớt rong biển chết do nắng nóng, sau đó phơi khô bán lại cho tư thương. Năm nay do thời tiết khắc nghiệt nên rong biển bị mất mùa không nhiều như những năm trước, nên giá thu mua của tư thương tăng khiến người dân rất phấn khởi. Được biết, hiện tại giá thu mua rong biển khô là từ 7-8.000 đồng một kg, tăng từ 2-3.000 đồng so với năm trước. Hiện mỗi ngày người dân thu vào được vài trăm ngàn đồng. Theo người dân, phần lớn rong biển đều được các tư thương xuất khẩu đi Trung Quốc để chế biến thức ăn, đồ uống giải nhiệt hoặc làm thức ăn gia súc, phân bón vi sinh. Thưa quý vị, hai ngày sau hành động lao xe vào tên cướp giật túi sách của người đi đường giúp họ lấy lại tài sản, tài xế taxi Nguyễn Văn Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được rất nhiều lời tán dương từ người dân. Theo đó, sáng ngày 20 tháng 4, anh Hoàng đi trên đường Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu một ngày làm việc mới thì phát hiện tên cướp đi xe máy biển số 51D1-22693 chạy ngược chiều, giật túi sách của một người phụ nữ đang đi bộ trên đường.
Chứng kiến vụ việc, quyết không để tên cướp tháo chạy, nam tài xế 50 tuổi dũng cảm tông xe vào đối tượng khiến hắn cả lăn ra đường. Từ cái tâm thôi, mình thấy điều mình cần ra tay giúp đỡ thì mình giúp. Cái lúc mà tông vào đối tượng thì mình cũng đã nhắm được cái sức va chạm giữa hai xe. Cho nên mình cũng đã giảm được. Cũng là thấy người phụ nữ bị cướp giật tài sản mà không có một ai đeo đuổi kịp. Trong khi đó mình chỉ có mình là mới có người là có cái cơ hội là đối đầu với đối tượng. Một lòng là mình phải ra tay. Cái hành động mà chặn được cái cướp thì là anh taxi là tốt rồi. Tại vì bảo vệ được cái tài sản nhiều khi cho cái người dân. Anh Hoàng cho biết đã nhận được một số lời tán dương từ đồng nghiệp và lời cảm ơn từ người bị hại. Trong thời gian tới, sau khi xe anh cầm lái được sửa chữa, anh sẽ tiếp tục công việc trở lại. Xin được chuyển sang phần an ninh trật tự an toàn xã hội. Tối 21 tháng 4, lực lượng chức năng Đồng Nai đã trục vớt xong 3 ghe cỡ lớn lên khỏi sông Đồng Nai và tiến hành lập biên bản tịch thu sau khi phát hiện khoảng 20 đối tượng sử dụng 3 ghe này bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Cũng vào chiều cùng ngày, Công an Đồng Nai đã trích xuất camera bến cát ven sông để truy xét và tiến hành truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường BC49 Công an Đồng Nai đã phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên, uy hiếp, cảnh báo để vây bắt khoảng 20 đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc huyện Vĩnh Cửu. Trong đó, có hai ghe đã bơm hút cát đầy và vào neo đậu tại bến thủy nội địa Chí Dũng để bơm cát lên bãi này. Tuy nhiên, các đối tượng đã liều mình nhanh chóng rút lùi cho ghe chìm và nhảy xuống sông tẩu thoát. Kiểm tra hiện trường bãi cát này cho thấy, trong khuôn viên có hàng ngàn khối cát nghi đều là từ các đối tượng bơm hút cát trái phép bán cho chủ bãi này. Điều đáng nói, bến bãi được lắp đặt hệ thống 7 camera quan sát từ bên ngoài bờ sông nhằm đưa ra những phản ứng nhanh khi phát hiện lực lượng chức năng. Ngày 21 tháng 4, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đã phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Hưng, sinh năm 1991, trú ở tổ 2, khu vực 2, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, đã có hành vi mua bán chất ma túy tại đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quy Nhơn. Tang vật thu tại hiện trường gồm có một gói ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá, hai chiếc điện thoại di động và hơn 4 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đó, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Hưng, tiếp tục thu giữ thêm một gói ni lông chứa chất màu trắng chưa xác định trọng lượng, nghi là ma túy đá, ba con dao nhọn, hai con mã tấu, hai điện thoại di động, hai chiếc máy tính bảng và một bộ đồ kê để sử dụng ma túy đá. Thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 22 tháng 4, Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết đang điều tra làm rõ vụ gây thương tích do mâu thuẫn trong việc tranh mua dưa hấu xảy ra tại xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh. Trước đó, tại đồng dưa ở thôn Vĩnh Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Đặng Ngọc Tùng đã có tranh chấp và mâu thuẫn với Phạm Giang Giang khi thu mua dưa của một chủ vựa dưa tại đây. Tùng đã dùng dao cứa vào vùng cổ phía trước gây thương tích nặng cho Phạm Giang Giang. Sau khi gây án, Tùng bỏ chạy, người dân đưa Giang đi cấp cứu. Hiện Công an huyện Sông Hinh đang tạm giữ Tùng để điều tra làm rõ. Ngày 22 tháng 4, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang truy tìm hai kẻ mạo danh là bác sĩ lừa đảo bán thuốc giả cho người dân. Trước đó, bà Nguyễn Thị Hắc trú tại phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khi đang đi chợ tại đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt, thì bà gặp hai người phụ nữ tự xưng là bác sĩ và nói bà có dấu hiệu bệnh ung thư nên đề nghị khám lấy thuốc. Bà đã nghe theo, nhận 5 gói thuốc và đồng ý trả 40 triệu đồng. Do không có tiền mặt, hai người phụ nữ lạ đã cùng bà về nhà lấy sổ tiết kiệm đến ngân hàng rút tiền. Khi kể lại cho các con, bà mới biết mình bị lừa nên trình báo lên cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Lạt đã thu giữ 5 gói thuốc và tiến hành truy tìm nhóm đối tượng lừa đảo. Đồng thời cảnh báo người dân không nên tiếp xúc mua bán với những người lạ, những mặt hàng liên quan đến y tế sức khỏe để tránh bị lừa. Tối 21 tháng 4, Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Chương, sinh năm 1991, quê tại Quảng Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 21 tháng 4, anh Quỳnh Lâm Hiếu Thuận, sinh năm 1979, quê Đồng Tháp, để xe hiệu Future biển số 66S112704 dựng trước số nhà 857 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bị trộm mất. Lúc này, anh Thuận cùng một số người thân tới báo với đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC67, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang chốt tại đường Phạm Văn Đồng, Tôn Ngọc Dân. Tại đây, anh Thuận cũng cho biết xe có gắn thiết bị định vị và phát tín hiệu để lực lượng chức năng dễ theo dõi. Được sự đồng ý của ban chỉ huy đội, lực lượng cảnh sát giao thông lập tức truy đuổi kẻ trộm thông qua dấu vết định vị gắn trên xe.
Khi tới Big C thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì đối tượng bị ngã. Người dân phối hợp cùng cảnh sát giao thông khống chế đối tượng. Cuối cùng là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị khán giả, hơn 40 năm chân đất đầu trần gánh nước thuê để mưu sinh của ông Nguyễn Đường đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân phố cổ Hội An. Không chỉ là mưu sinh, nghề gánh nước thuê của cụ Nguyễn Đường là niềm tự hào của cư dân phố cổ khi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao quà và bằng xác lập kỷ lục ý chí đối với ông từ cuối tháng 12 năm 2014. Gần 15.000 ngày đầu trần, chân đất gánh nước thuê, cũng gần ấy thời gian hình ảnh người đàn ông với đôi thùng nước và chiếc đòn gánh trên vai đã trở nên quen thuộc với người dân phố cổ Hội An. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, công việc của ông Nguyễn Đường vẫn không có gì thay đổi. Nước được gánh từ giếng cổ Bá Lễ. Giếng cổ này tồn tại hàng trăm năm nay, gắn liền với nét văn hóa của người dân phố cổ, một sản phẩm du lịch của Hội An. Trong hồi xưa nhiều lắm, gánh nước rửa, nước uống cả nhà đó. Nước uống nhiều không có ba bốn chục lâu đâu. Còn nước rửa là nhiều lắm, nó gánh nhà ba đâu bốn lâu không có nhiều. Biết về giếng cổ Bá Lễ qua sách, đọc được thông tin về ông Đường, hai cô gái người Canada này đã tìm đến khu vực này, nhìn thấy và đi theo ông đến tận giếng cổ, theo đôi quan gánh của ông đến tận nhà người gọi nước. Khá thú vị khi chúng tôi tìm hiểu giếng cổ, lại gặp người đàn ông gánh nước qua hàng chục năm nay và chỉ để phục vụ cho người dân kiếm sống. Thật ấn tượng, ông ấy vẫn rất khỏe và vẫn giữ nghề gánh nước truyền thống của chính mình. Ông bây giờ gánh nước từ hồi tôi còn bé, gánh nước cho cả thành phố Hội An. Đến bây giờ là tôi đã năm mấy tuổi rồi. Phố cổ thì dùng nước bây giờ bổ cục hắn rất là nhiều. Thành ra những nhà hồi xưa ông đã dùng thường xuyên thì bây giờ kêu gọi ông thì ông đi gánh. Nói chung là gia đình ông là ba người đều sống bằng cái nghề gánh nước cho phố cổ. Không chỉ là một nghề để mưu sinh, sự tồn tại của nghề cũng như những người như ông Đường là một chia sẻ quý tôn lên vẻ đẹp cho giếng cổ và phố cổ Hội An. Nay thì đôi chân ấy đã chậm vì tuổi tác, thế nhưng ông Đường vẫn mong sẽ có thêm nhiều ngày gắn bó với giếng cổ quê hương. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Ngày sách Việt Nam khơi dậy thói quen đọc sách cho mọi người. Gỡ vướng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS. Bắt đối tượng 66 tuổi giao cấu với trẻ em. Nông dân không mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp.